đây là đâu? Cớ gì tôi buồn rầu? Chờ ai thật lâu? Có gì sai từ đầu? Chuyện đang xảy ra là gì? Làm tôi buồn thêm nữa đi. Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im? Nhìn tôi mà xem, có gì vui ở đời? Phải chăng là em Covid khiến lòng tôi rụng rời? Nhờ em mà tôi u sầu, nhờ em mà tôi biết đau. Chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. À ơi, chẳng biết nói gì. Thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi, ngồi hát đỡ buồn. Vì em trong tôi thương càng thương, đàn tôi đang buồn, đàn tình tang ý. À. Yay!